xót xa chú mèo ra đi tức tưởi và sự thật phía sau làm ai nấy cảm lạnh. Hình ảnh từ video quay lại cho thấy, chú mèo nhỏ không hiểu vì sao mà nằm bất tỉnh, làm cô chủ của em rất hốt hoảng vì gọi mãi em không chịu dậy. Cứ tưởng là em đang ngủ thôi nên cô đã dùng điện thoại để quay lại khoảnh khắc dễ thương này. Nhưng chập lâu cô mới giật mình vì phát hiện mèo cưng của mình không hề có phản ứng gì cả, thậm chí là còn đánh mạnh vào đầu cũng như vậy. Nhìn khuôn mặt đáng thương của em cùng với sự bất lực của cô gái khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Vì sao em lại ra đi tức tưởi như vậy? Cho đến khi mọi người vào bình luận để chia buồn cùng cô gái thì... Ủa, người ta đang ngủ ngon mà gọi dậy làm gì vậy? Bắt chuột cả đêm giờ ngủ một tí cũng không yên là sao hả Sen? Mà con Sen cũng kỳ ghê vậy đó, đánh người ta muốn tiền đền luôn à? Thấy người ta chưa chết nên hụt hẫng chứ gì? Cộng đồng mạng xem xong cũng cảm lạnh ngang vì tình huống trớ trêu này. Ngủ kiểu gì mà kêu như cháy nhà mà không dậy là sao? Một số người để lại một số bình luận rằng: Ủa, xem khúc đầu định rớt nước mắt á, thấy nó dậy cái nuốt ngược nước mắt vào trong. Em đang mơ đẹp với bao miếng ba tê xương cá chuẩn bị cho vào mồm mà con Sen đánh cho muốn chấn thương sọ mèo quá. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.